Liên quan đến nền kinh tế Canada, khoảng cách kinh tế giữa Canada và Hoa Kỳ sắp nới rộng kỷ lục. Nền kinh tế Canada đang tụt hậu so với Hoa Kỳ và các nhà kinh tế cho biết, khoảng cách này sẽ càng nới rộng hơn nữa sau cuộc bầu cử của ông Donald Trump. Theo Trevor Thom, giáo sư kinh tế tại Đại học Calgary, trong năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội thực tế bình quân đầu người của Hoa Kỳ đã cao hơn Canada tới 43%. Năm nay, ông dự đoán khoảng cách này sẽ tăng lên gần 50% một sự chênh lệch chưa từng có trong lịch sử hiện đại dù tác động thực sự của các chính sách của tổng thống trump vẫn chưa rõ ràng nhưng các nhà kinh tế cho rằng chính sách của ông sẽ thúc đẩy nền kinh tế hoa kỳ làm tăng trưởng gdp và lạm phát tại quốc gia này ngược lại canada sẽ đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực đặc biệt là từ các mức thuế mới mà ông trump đề xuất đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc mexico và các quốc gia khác theo các chuyên gia của ngân hàng rbc các giảm thuế doanh nghiệp tại Hoa Kỳ sẽ khiến cho khả năng cạnh tranh của Canada giảm sút. Thêm vào đó, chính sách giảm mục tiêu nhập cư của Ottawa có thể làm chậm tăng trưởng GDP trong khi đẩy nhanh quá trình già hóa dân số. Bên cạnh đó, làn sóng gia hạn thế chấp với lãi suất cao hơn sẽ gây áp lực tài chính cho các hộ gia đình trong hai năm tới. Các nhà kinh tế của Desjardins Group đã điều chỉnh triển vọng kinh tế của Canada. Dự đoán GDP của Canada có thể giảm tới 1,7% vào cuối năm 2028. Ngân hàng RBC cũng nhận định rằng sự chênh lệch trong tăng trưởng kinh tế giữa hai quốc gia sẽ tạo ra khoảng cách lớn hơn giữa lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Canada, với khả năng là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong khi Ngân hàng Canada có thể phải cắt giảm lãi suất. Tình hình này dự báo sẽ tiếp tục tạo ra những thách thức cho nền kinh tế Canada trong thời gian tới. Tỉnh bang Ontario đầu tư 100 triệu đô la hợp tác với SpaceX, cung cấp Internet tốc độ cao cho vùng xa xôi. Chính quyền của Thủ hiến Đất Ford vừa ký hợp đồng trị giá 100 triệu đô la với công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk để cung cấp Internet tốc độ cao cho các khu vực xa xôi, hẻo lánh, tại nông thôn và miền Bắc của Ontario. Chương trình mới này mang tên là OnSat, viết tắt của Ontario Satellite, sẽ đưa hệ thống internet vệ tinh Starlink của SpaceX đến 15.000 địa điểm. Theo Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Kinga Soma cho biết, các cộng đồng này sẽ được truy cập internet vệ tinh tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng như là gọi video trực tuyến, chơi game và nhiều hoạt động khác mà nhiều người đã quen thuộc. Dịch vụ này sẽ kết nối người dân ở các khu vực khó tiếp cận nhất của tỉnh bang với internet Hệ thống dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6 năm sau. Quy trình đăng ký sẽ bắt đầu vào mùa xuân. Tỉnh bang này sẽ chi trả chi phí thiết bị và lắp đặt nhưng không bao gồm phí hàng tháng. Đây là một khoản đầu tư gần 100 triệu đô la. Ông Michael Linsey, CEO của cơ sở hạ tầng Ontario cho biết, công ty SpaceX đã vượt qua nhiều bên cạnh tranh trong quá trình đánh giá kỹ thuật và tài chính chặt chẽ, minh bạch và công bằng để giành hợp đồng này. Hợp đồng với SpaceX có nội dung tham gia và hợp tác với các cộng đồng bản địa. SpaceX sẽ làm việc trực tiếp với các cộng đồng bản địa để bảo đảm họ tiếp cận công bằng với chương trình, cũng như tạo ra cơ hội kinh tế xã hội thông qua việc làm và đào tạo. Starlink cho biết việc lắp đặt diễn ra khá đơn giản và nhanh chóng. Vào năm 2020, họ đã thành công trong việc đưa hệ thống Starlink đến cộng đồng First Nation ở vùng Tây Bắc của Ontario nơi chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không hoặc là đường băng mùa đông. Động thái này là một phần trong kế hoạch trị giá 4 tỷ đô la của tỉnh bang nhằm đưa các dự án Internet tốc độ cao đến mọi nơi ở tỉnh bang Ontario. Đến nay, tỉnh bang này đã đầu tư 2,5 tỷ đô la vào 270 dự án, kết nối 100.000 người dân Ontario với Internet tốc độ cao và đang lên kế hoạch để kết nối thêm 450.000 người nữa. Thưa quý vị, cơ quan FDA Hoa Kỳ muốn loại bỏ những loại thuốc cảm này khỏi kệ hàng và Canada có nên làm theo. Thuốc cảm và ho chứa phenylephrine, một thành phần phổ biến trong nhiều loại thuốc không cần kê đơn, có thể sẽ bị loại bỏ khỏi các kệ hàng ở Mỹ. Sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA công nhận nó không hiệu quả, Điều này khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Canada có bị tác động để thực hiện theo hay không. Vào ngày 7 tháng 11, FDA đã đề xuất loại bỏ phenylephrine như một thành phần chính trong các loại thuốc cảm ho để giảm nghẹt mũi. Phenylephrine có mặt trong các thuốc thông mũi nổi tiếng như là Sudafed, Benadryl, Dayquil và các loại thuốc xịt mũi. Tuy nhiên, hành động của FDA chỉ liên quan đến phenylephrine dạng uống, không phải dạng xịt mũi. FDA cho biết sau khi xem xét dữ liệu hiện có và nhận lời khuyên từ hội đồng cố vấn. Họ nhận thấy phenolephrin dạng uống không hiệu quả như một thuốc thông mũi. Đến nay, đây chỉ là đề xuất và quyết định cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm có chứa thành phần này. Nếu quyết định này được thông qua, các nhà sản xuất sẽ phải thu hồi các sản phẩm này khỏi các cửa hàng. Mặc dù Mỹ đang tranh luận về việc có nên loại bỏ thuốc cảm chứa phenolephrin, nhưng ở Canada, loại thuốc này vẫn có mặt trên thị trường. Bộ y tế Canada cho biết đang xem xét thông tin để quyết định liệu có cần có hành động tương tự hay không. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết phenylephrine dạng uống không hiệu quả vì khi đi vào cơ thể, nó không thể tác động trực tiếp vào khu vực bị ngạt mũi do không được hấp thụ đủ vào máu. Tuy nhiên, vì thường kết hợp với các thành phần khác như là antihistamine hoặc là acetaminophen Người dùng có thể cảm thấy thuốc có tác dụng nhờ vào tác dụng phụ của các thành phần này hoặc hiệu ứng giả dược. Bộ y tế Canada cho biết họ đang theo dõi tình hình và sẽ hành động nếu cần thiết để bảo đảm người dân Canada được sử dụng các sản phẩm y tế an toàn và hiệu quả. Con đường ở trung tâm Toronto sẽ hoàn toàn biến đổi với dự án xây dựng vào năm 2025. Một con phố quan trọng ở trung tâm Toronto sẽ sớm được chuyển đổi khi thành phố này bắt tay vào dự án cải thiện các con đường trong khu vực thành phố Toronto thông báo sẽ triển khai dự án sửa chữa đại lộ Davisville vào năm tới trong đó đoạn đường từ đường dân đến đường Mount Pleasant sẽ được thiết kế lại theo tiêu chuẩn đường hoàn chỉnh sáng kiến này là một phần trong chương trình cải thiện các con phố trên toàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn cho tất cả người sử dụng đường từ người đi bộ người đi xe đạp người sử dụng phương tiện công cộng cho đến người lái xe và các nhu cầu đậu xe bên cạnh đó dự án cũng sẽ làm đẹp không gian đô thị với việc trồng cây xanh và cải thiện cảnh quan xung quanh khu vực sẽ được cải tiến nằm ngay phía đông ga tàu điện ngầm ttc khu vực này có mật độ dân cư cao với nhiều tòa nhà chung cư một trường học và một cộng đồng mới cùng trung tâm thể thao dưới nước đang được xây dựng mặc dù chi tiết thiết kế chưa được công bố đầy đủ việc cải thiện các làn đường dành cho xe đạp là một trong những điểm quan trọng của dự án này phù hợp với kế hoạch mạng lưới xe đạp của thành phố Tuy nhiên dự án này có thể gặp phải một số thách thức khi chính quyền tỉnh bang Ontario của ông Doug Ford đang đẩy mạnh các quy định hạn chế xây dựng cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp, nhất là trong bối cảnh dự luật 212, đạo luật giảm tắc nghẽn được thông qua gần đây. Dự luật này cho phép tỉnh bang phủ quyết việc xây dựng làn đường dành cho xe đạp nếu có nguy cơ là mất đi làn đường dành cho phương tiện xa hơi. Ủy viên hội đồng George Matlow cho rằng Việc xây dựng làng đường dành cho xe đạp trên đại lộ Davisville là khả thi, miễn là chúng không ảnh hưởng đến các làng đường dành cho xe hơi. Ông cũng tin rằng cộng đồng sẽ ủng hộ dự án vì đây là cơ hội cải thiện an toàn, tính chức năng và thẩm mỹ của con đường. Thành phố cũng đã mở một bản đồ tương tác để người dân và các doanh nghiệp địa phương có thể chia sẻ ý kiến của mình về tình trạng hiện tại của đại lộ Davisville. Dự kiến công việc sửa chữa sẽ kéo dài đến năm 2026. Dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho khu vực, cải thiện giao thông và không gian công cộng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân và cộng đồng. Thành phố Vancouver tăng gấp đôi ngân sách thiết kế nhà hát ngoài trời PNI &E cho FIFA World Cup 2026. Ngân sách thiết kế cho nhà hát ngoài trời PNI, &E dự kiến sẽ tổ chức các bữa tiệc xem FIFA World Cup tại Vancouver vào năm 2026 đã tăng gấp đôi. Hội đồng thành phố Vancouver đã phê duyệt yêu cầu của nhân viên thành phố về việc điều chỉnh hợp đồng thiết kế từ 3,9 triệu đô la lên 8 triệu đô la. Hợp đồng này đã được trao cho công ty kiến trúc Bravery Architecture vào tháng 4 năm 2022 nhằm thực hiện các công việc liên quan đến lập kế hoạch, thiết kế và quản lý xây dựng. Mặc dù khoản tăng ngân sách này vượt quá dự toán ban đầu, con số này vẫn chỉ là một phần nhỏ so với tổng chi phí dự án sửa chữa nhà hát ngoài trời. Khi dự án được phê duyệt vào năm 2021, Ngân sách ước tính là 65 triệu đô la, nhưng đến năm 2023, con số này đã tăng lên 137,5 triệu đô la do tình hình thị trường thay đổi và yêu cầu bổ sung trong quá trình triển khai. Vancouver sẽ tổ chức 7 trận đấu trong khuôn khổ FIFA World Cup 2026 và một phần của kế hoạch là tổ chức lễ hội người hâm mộ kéo dài 6 tuần tại nhà hát ngoài trời Piani. &E. Địa điểm này sẽ là nơi người hâm mộ có thể xem các trận đấu trên màn hình lớn Ngoài ra các viên chức công còn thừa nhận rằng chi phí để tổ chức World Cup có thể lên tới 581 triệu đô la, tăng gấp đôi so với ước tính trước đó. Sau khi hoàn thành, nhà hát ngoài trời PNY &E sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện công cộng, với mái che có thể giúp sử dụng địa điểm này suốt cả năm, khác với thiết kế cũ không có mái che. Thành phố khẳng định rằng việc tăng ngân sách là không bất ngờ và vẫn có lý do kinh doanh mạnh mẽ cho dự án này, mặc dù công việc đang tiếp tục tại địa điểm PNY. &E, Kế hoạch là hoàn thành công trình trước khi FIFA World Cup 2026 diễn ra. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong tối nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới với những tin tức đáng chú ý trong video tiếp theo. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh, tiếp sức cho nhóm culture cũng như để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt